Thưa quý vị, trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Ban Chí vận Mặt trận Sài Gòn Gia Định đã có nhiều thành tích tuyên truyền vận động nhân sĩ, trí thức, tôn giáo, công thương, sát cánh cùng các tầng lớp nhân dân đấu tranh chống chế độ Mỹ ngụy, góp phần giải phóng miền Nam thống nhất Tổ quốc vào năm 1975. Để công tác tuyên truyền vận động đạt hiệu quả, Ban Chí vận Mặt trận Sài Gòn Gia Định đã có nhiều hình thức tập hợp, trong đó có các phong trào hòa bình năm 1954 được nhiều trí thức tham gia như kỹ sư Lưu Văn Lang, luật sư Trịnh Đình Thảo, luật sư Nguyễn Hữu Thọ, giáo sư Nguyễn Văn Hiếu và kỹ sư Lê Văn Thả. Có một điều ít ai biết, đó là vào ngày 30 tháng 4 lịch sử, trước khi quân giải phóng tiến vào Sài Gòn trong chiến dịch tổng tiến công năm 1975, lực lượng cảnh sát Sài Gòn Gia Định đã tê liệt hoàn toàn. Người có công trong việc làm vô hiệu hóa bộ máy ấy chính là vị chỉ huy cao nhất của lực lượng này, chuẩn tướng luật sư Triệu Quốc Mạnh, tức Bảy Mạnh. Ông cũng là một thành viên thuộc Ban Chí vận Mặt trận Sài Gòn Gia Định. Trong thời kỳ chống Mỹ, phong trào đấu tranh chính trị tiếp tục phát triển mạnh, đa dạng, độc đáo, mang đặc trưng của cư dân đô thị dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng bộ thành phố. Dù sống trong môi trường là tổng hành dinh của quân xâm lược với bộ máy cai trị khổng lồ, nhân dân Sài Gòn có nhiều cuộc đấu tranh chính trị đông đảo nhất. Đó là phong trào dân tộc tự quyết, hoạt động của Ủy ban Vận động Hòa bình vào năm 1965 đã lôi cuốn hàng ngàn chiến sĩ, tổ chức tham gia tuyên ngôn đòi Mỹ chấm dứt chiến tranh, là lực lượng bảo vệ văn hóa dân tộc, hội bảo vệ nhân quyền và quyền lợi phụ nữ, hội bảo vệ tinh thần thanh niên cùng hàng loạt tờ báo như Tin Văn, Hồn Trẻ, Tiếng Nói Trí Thức đã đấu tranh quyết liệt sự du nhập của văn hóa ngoại lai của Mỹ xâm lược. Đặc biệt, phong trào sử ca, kháng chiến ca, hát cho đồng bào tôi nghe của hàng vạn thanh niên vang dền đường phố, thúc giục, lay động lòng người, lôi cuốn người dân hướng về cách mạng. Nhân dân Sài Gòn Gia Định, nhân dân cả nước và có lẽ cả thế giới không bao giờ quên sự kiện có 102 ở bất kỳ một đô thị lớn nào trên thế giới thuộc địa là cuộc biểu tình đặc sắc Sài Gòn, ký giả đi ăn mày, mang đậm đặc trưng của phong trào cách mạng đô thị. Sự đa dạng, phong phú, độc đáo của phong trào đấu tranh chính trị sôi nổi, liên tục của nhân dân Sài Gòn Gia Định đã trở thành truyền thống quý báu, hành trang vững vàng, nền tảng chắc chắn cho một cuộc xung trận mới, trận quyết chiến chiến lược, giải phóng Sài Gòn, giải phóng miền Nam. Luật sư Triệu Quốc Mạnh tốt nghiệp Đại học Luận khoa Sài Gòn và theo học ban tiến sĩ kinh tế. Sau đó, ông thi đỗ và được bổ nhiệm làm thẩm phán khi vừa mới 23 tuổi, trở thành thẩm phán trẻ nhất trong ngành tư pháp Sài Gòn Gia Định. Trong thời gian công tác, ông được phía cách mạng tìm cách liên lạc, móc nối và ông tham gia lực lượng thanh niên vũ trang thuộc khu đoàn Sài Gòn Gia Định. Năm 1966, Triệu Quốc Mạnh được bổ nhiệm làm thẩm phán hàng thứ 3 trong tổng số 9 thẩm phán của tổ chức ngành tư pháp. Cũng trong năm này, ông được tổ chức quyết định kết nạp vào Đảng để kết nạp Đảng phải ra khu căn cứ cách mạng Gò Đen, tỉnh Long An. Nhớ về sự kiện này, luật sư Triệu Quốc Mạnh cho biết, một thẩm phán của chính quyền Sài Gòn đâu có thể tự do đi về vùng cách mạng, huống hồ là vô khu. Sau đó, ông phải tìm cách thể hiện năng lực đặc biệt của mình để được nghỉ phép vài ngày và vào khu. Kết nạp đảng xong, ông được đưa vào chính khu Phong Thạnh, Bến Tre của phía cách mạng. Từ đó, ông thuộc đường dây liên lạc của Ban Chí vận. Ở tuổi 30, Triệu Quốc Mạnh được vinh thăng đệ nhất phó biện lý của tòa Sài Gòn Gia Định, một chức vụ đầy quyền uy. Bất ngờ được cất nhắc. Năm 1970, khi từ Thái Lan về nước, nhằm tạo cho mình một hậu thuẫn chính trị về sau, Dương Văn Minh đã nhanh chóng gần gũi với hội luật sư do luật sư Trần Ngọc Liễm làm tổng thư ký và Triệu Quốc Mạnh làm phó tổng thư ký. Chính bởi mối quan hệ thân quen từ hồi đó mà sau này, khi được luật sư Trần Ngọc Liễm giới thiệu, 2 tuần trước khi lên làm Tổng thống, Dương Văn Minh đã đưa tôi vào nội các chính phủ Việt Nam Cộng Hòa. Anh em dân biểu đối lập tán thành, tín nhiệm tôi. Mặc dù lúc đó Nguyễn Văn Thiệu vẫn chưa chịu từ chức, nhưng trước xu thế cấp bách của thời cuộc bởi sự nguy ngập về quân sự, ông Minh đã chuẩn bị trước và biết chắc mình sẽ lên thay chức Tổng thống. Tôi còn nhớ khi đang ngồi ở tòa Gia Định, giáo sư An Cư đến nói với tôi, chắc chắn trong tình hình hiện nay, ông Minh sẽ lên làm Tổng thống và ông ấy sẽ mời anh giữ vị trí chỉ huy cảnh sát, ông Mạnh kể. Bất ngờ với lời mời này, ông Mạnh xin có thời gian suy nghĩ, mục đích là để xin ý kiến mặt trận.
Ông nghĩ nếu đã nhận lời thì phải làm, còn nếu cấp trên không cho nhận lời thì phải rút ông đi nơi khác, không để ở Sài Gòn nữa. Ông tìm gặp thủ trưởng Tám Cần để nghe chỉ đạo. Tuy nhiên, lúc này ông không thể liên lạc được với ai trong ban chí vận, ngoài người bạn là kỹ sư Dương Văn Đại. Tình thế cấp bách và biết đây là việc làm có lợi cho cách mạng, ông đã tự quyết định nhận lời. Ông Bạch kể, tại buổi trình diện chính phủ tại Dinh Hoa Lan, phòng họp nội các lúc đó có khoảng 25 người. Khi ông xuất hiện, Dương Văn Minh bảo ông tới ngồi gần. Tổng thống Dương Văn Minh trao cho tôi tờ giấy có ghi ba dòng: Tổng gia cảnh sát, Đô trưởng Đô Thành, Bộ chỉ huy cảnh sát Sài Gòn. Tôi liền đánh dấu vào dòng ghi chữ Bộ chỉ huy cảnh sát Sài Gòn vì nghĩ rằng lực lượng này mới quan trọng đối với chính phủ Việt Nam Cộng Hòa. Nếu chúng bị tê liệt thì chính phủ cũng không còn gì. Ông Mạnh nhớ lại. Lập tức, Dương Văn Minh chỉ đạo cho thuộc cấp là Trung tướng Mai Hữu Xuân gọi điện cho Đại tá Lâm Chính Nghĩa, lúc này là Phó chỉ huy trưởng cảnh sát Sài Gòn ra định chỉ thị. Tổng thống quyết định mời luật sư Triệu Quốc Mạnh thay tướng Trang Sĩ Tấn đã di tản. Anh đưa anh Mạnh về giới thiệu với đơn vị. Ông Mạnh biết, làm chỉ huy trưởng cảnh sát Sài Gòn ra định là điều không dễ. Bởi nếu đưa một người trong giới cảnh sát hoặc quân đội lên làm chỉ huy thì được, nhưng đưa một luật sư lên làm cảnh sát thì là chuyện mới. Tuy nhiên, ông nghĩ Dương Văn Minh đã có dụng ý riêng khi dùng người hiểu luật pháp, cách xét xử, giải quyết tình huống làm chỉ huy cảnh sát. Vậy là luật sư Triệu Quốc Mạnh trở thành chuẩn tướng và bắt tay vào công việc chấn chỉnh hàng ngũ cảnh sát Sài Gòn gia đình. Cần biết rằng, luật sư Trần Ngọc Liễng cũng là một nhân sĩ, trí thức tiêu biểu, người đã đóng góp to lớn cho sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc, vì độc lập, tự do, hòa bình cho Tổ quốc. Người đã tận tụy phục vụ nhân dân, xây dựng đất nước. Với uy tín của mình, tháng 6 năm 1969, lực lượng quốc gia tiến bộ được thành lập và đề cử ông làm chủ tịch. Đây là tổ chức đấu tranh công khai cho hòa bình, chống Mỹ xâm lược Việt Nam, tập hợp đông đảo lực lượng trí thức Sài Gòn, các vị tư sản dân tộc tham gia. Năm 1974, ông là chủ tịch tổ chức nhân dân đòi thi hành Hiệp định Paris. Ngôi nhà của ông ở tại 212 Điện Biên Phủ là nơi hội họp của các tổ chức tiến bộ nên thường xuyên bị chính quyền Sài Gòn bao vây, kiểm soát gắt gao, song ông không hề lo sợ, nao núng. Những mệnh lệnh nóng. Theo ông Mạnh, lúc đó Sài Gòn có 11 quận, qua 80 năm thuộc Pháp, 20 năm thuộc Mỹ, từ thời ông Diệm, Tổng thống đã kiêm Tổng tư lệnh quân đội. Cảnh sát đã được quân sự hóa từ lâu nên trực thuộc Tổng thống chứ không qua Thủ tướng. Lực lượng này được trang bị súng ngắn và cả tiểu liên M16. Các đơn vị cảnh sát đặc biệt còn được trang bị súng trường, nhiều chốt quan trọng có cả đại liên M60, bắn cực nhanh. Được huấn luyện cẩn thận, biên chế chặt chẽ, điều hành theo luật tố tụng hình sự và điều lệ của ngành nên thiện nghệ và linh hoạt chẳng kém gì cảnh sát phương Tây. Bộ máy chỉ huy là bộ máy thời chiến, lệnh chỉ huy tập trung tuyệt đối. Cả một bộ máy, cả một lực lượng cảnh sát và cảnh sát đặc biệt hùng hậu được xây dựng huấn luyện trang bị theo kiểu Hoa Kỳ của Việt Nam Cộng Hòa, thuộc quyền Tổng thống Dương Văn Minh lại được giao vào tay một trí thức Sài Gòn, luật sư, đảng viên cộng sản của Ban Chí vận Thành ủy Sài Gòn, người của Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam. Trong giờ G là giờ quyết định chiến thắng của một cuộc chiến tranh nhân dân mang tên Việt Nam của thế kỷ 20. Sáng Chủ nhật ngày 29 tháng 4 năm 1975, ông Mạnh nhận chức Đô trưởng Cảnh sát. Thông tin này được phát trên đài Sài Gòn 15 phút một lần. Đại tá Lâm Chánh Nghĩa, Phó Đô trưởng được lệnh đưa cấp trên về nha cảnh sát. Ông Mạnh kể với tác giả bài này vì vẫn mặc thường phục chứ không phải cảnh phục, chỉ kịp rút chiếc cà vạt trong túi ra thắt cho long trọng, cũng không cho cảnh hàm, phù hiệu trên mũ, giày sĩ quan dưới chân nên rất cần phải có cấp phó đi kèm như một lời giới thiệu đảm bảo. Nhưng mẫn cảm nghề nghiệp của một người từng được huấn luyện cẩn thận về quân sự nên vẫn cảnh giác xách theo hai khẩu tiểu liên M16 đầy đạn. 7 giờ 30 phút ngày 29 tháng 4, trên ghế đô trưởng, bên cạnh là đài chỉ huy. Bỗng nghe báo cáo có 4 Việt Cộng thâm nhập xin lệnh. Chưa kịp phản xạ thì Lâm Chánh Nghĩa ra lệnh nổ súng. Báo cáo đã tiêu diệt một số tên. Thế, ông Mạnh liền bảo Nghĩa để micro đài chỉ huy cho mình và lệnh từ giờ phút này bắt được bất kỳ Việt Cộng nào cũng phải giải đến để tôi trực tiếp thẩm vấn nhằm phục vụ cho yêu cầu thương thuyết. Cao hơn 1m7, nặng hơn 70kg, mặt to, tai lớn, phốp pháp, phương phi,
giọng nói dõng dạc đường bệ của vị thẩm phán đang lúc phong độ nhất ở tuổi 34 đã quen nói trước tòa, đứng trước 14 viên đại tá, trung tá, thiếu tá được triệu tập đến. Nào chánh sở điều tra tình báo và hình sự, chánh sở ngành đặc biệt chỉ huy mật vụ, nào chỉ huy hành quân, chỉ huy cảnh vệ, phụ trách trại giam, gương mặt nghiêm lạnh, dứt khoát đầy quyền uy. Các anh biết tôi là bạn cùng khóa với chuẩn tướng Trang Sĩ Tấn, đô trưởng cảnh sát Sài Gòn. Để đảm bảo cho cảnh sát và gia đình họ, để đáp ứng yêu cầu thương thuyết, Tổng thống ủy quyền tôi ra mệnh lệnh thời chiến, yêu cầu các anh chấp hành nghiêm túc, tuyệt đối. Tổng thống cho biết tình hình thương thuyết đã được 60%, nên ta phải tỏ thiện ý với Cộng sản. Tôi yêu cầu giải tán ngay 5 FH, đơn vị cảnh sát đặc biệt, thả tất cả tù chính trị, nộp ngay cho tôi danh sách cán binh Cộng sản ta đang giam giữ, danh sách cán binh Cộng sản ta chiêu hồi được, danh sách mạng lưới tình báo gài vào hàng ngũ Việt Cộng. Đúng lúc ấy, điện thoại bàn réo, ông Mạnh rành mạch. Xin Trung tướng, trình Tổng thống, tôi đã ra lệnh giải tán các FH và thả tù chính trị. Tụi tôi sẽ tránh đụng độ với đối phương, bảo tồn lực lượng và cố gắng bảo toàn cho gia đình anh em. Vâng, nghe rõ. 14 sĩ quan chỉ huy và dưới quyền họ là 17.000 sĩ quan, hạ sĩ quan đang hoang mang, hoảng loạn cực độ trước diễn biến chiến sự ngày càng xấu đi từng giờ từng phút. Lo cho ngày mai, lo cho bản thân, cho gia đình, vợ con, như đàn kiến trong chảo nóng, được lời như cởi tấm lòng, nhanh chóng chấp hành mệnh lệnh, không còn bụng dạ nghĩ đến công việc, nói gì đến việc nghi ngờ cấp trên lại là việc cộng thứ thiệt. Số cán bộ chiến sĩ của ta bị giam ngay tại chỗ đến hơn 150 người, gần 200 người ở các nơi khác ngay lập tức trình lên để ông Mạnh ký. Ông bảo Nghĩa, anh thấy gia đình nào hoàn cảnh khó khăn, cho phép về lo việc gia đình, cố gắng đảm bảo an toàn cao nhất có thể. Gia đình anh thế nào? Dạ cũng hơi kẻ đạ, cho phép đại tá về thu xếp, sáng mai tới, mấy người khác cũng được ra ân như thế. Chỉ trong chớp mắt lịch sử, ông đã làm được hai việc lớn, làm tan rã, tê liệt toàn bộ hệ thống cảnh sát hơn 17.000 người. Tất nhiên, trong thế cùng lực kiệt, quân ta đã áp sát cửa ngõ Sài Gòn, thì dẫu còn nguyên đội hình cũng chẳng thể nào cản được thế chẻ tre của ta. Nhưng cả hệ thống tự tan rã vẫn là phương án đỡ đầu rơi máu chảy. Chỉ trong ngày đầu lên nắm quyền cảnh sát Sài Gòn ra định, chưa kịp mặc cảnh phục, đeo cấp hàm, nhưng ông Mạnh đã cắt được tinh thần hung hăng của cảnh sát, số đông đã rời hàng ngũ bỏ trốn. Đất nước thống nhất, luật sư Triệu Quốc Mạnh tham gia thành lập khoa luật Trường Đại học Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, là ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh. Hiện ông đang trú tại quận 10 và là thành viên của đoàn luật sư Thành phố Hồ Chí Minh. Ở tuổi 73, hàng ngày ông vẫn tư vấn pháp luật cho người dân tại văn phòng, dành thời gian đọc sách, nghiên cứu các vấn đề xã hội và sống hạnh phúc bên con cháu. Sau giải phóng, tôi chỉ tập trung cho chuyên môn của mình, bằng kiến thức đã trang bị và thực tế kiểm nghiệm. Tôi muốn góp phần củng cố nền pháp luật nước nhà cho vững chắc, bởi pháp luật cũng là nền tảng xã hội của con người. Ông Mạnh chia sẻ. Chỉ trong 2 ngày 29 tháng 4 và 30 tháng 4, toàn thành phố Sài Gòn Sa Định đã có 107 điểm nổi dậy trước khi Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa Dương Văn Minh tuyên bố đầu hàng. Hầu hết các huyện lỵ, tì cảnh sát các quận và tòa hành chính tỉnh Sa Định đã được nhân dân nổi dậy giải phóng. Cờ sao tung bay khắp xóm ấp phố phường, đồng bào các giới tràn ngập đường phố, hòa cùng với các cánh quân chủ lực tiến công vào trung tâm thành phố, hát vang bài ca Đại thắng mùa xuân năm 1975. Thưa quý vị và các bạn, xét về các hoạt động của lực lượng kháng chiến nội đô, trong sách Trí thức Sài Gòn do Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia ấn hành có đoạn viết: tuy không trực tiếp cầm súng chiến đấu, nhưng bằng những việc làm cụ thể, các nhân sĩ trí thức đã đóng góp phần rất quan trọng vào chiến thắng chung của dân tộc ta vào ngày 30 tháng 4 năm 1975. Thành phố được giải phóng hầu như nguyên vẹn về người và của, một sự kiện hiếm thấy trong lịch sử chiến tranh thế giới.